Chào Phúc Thêm, hôm nay mình tiếp tục đến vườn hoa vạn thọ của Phúc Thêm ở Long Giang, chợ mới An Giang. Phúc Thêm còn mình ba vạn thọ mình bán hết chưa Phúc Thêm? Dạ, chào bà con các bạn. Hôm nay mình họ mình cũng bán tương đối xong hết rồi. Dạ, hiện tại giờ còn một số chậu lớn này thôi. Lớn thì cũng còn khoảng mười mấy cặp nữa thôi là hết rồi. Mấy cặp đó. Dạ, thứ hai nó còn một số phụng chỉ mình thôi. Dĩ thì còn khoảng khoảng cái này khoảng cái trăm cặp rồi. Trăm ngập phụng chỉ nha. Dạ, nó còn phụng chỉ, dạ phụng chỉ nha. Chỉ thì màu đỏ. Với một số hướng dương cũng được khoảng trăm ngoài, chậu Hướng trăm. dương với cúc la nhám ha. Dạ, cũng nhắm thì còn ít. Với lại hồi mai mình còn một số khoảng trăm trăm khoảng trăm cặp nữa là hết rồi. Còn loại thọ mình loại 5 cây hay là chậu 3 cây là hết rồi, toàn bộ là hết. Còn lại mười mấy cặp loại 7 cây nữa là xong. Rồi 7 cây ha, lôi lớn này ha. Dạ, hiện tại bây giờ là cũng cách đang dặn hết trơn rồi nè, số lượng 7 cây này chỉ còn đi giao nữa là xong. Chứ bông thọ nào đó, cái này là nguyên giờ này là gọi xong hết Dạ rồi đúng rồi, nguyên vạt này thì khách người ta dặn hết nguyên vạt rồi luôn rồi, à. chỉ còn họ mai bên đây mình chặt họ mai Thọ mai cái ha. thì họ này nở cũng tương đối là được rồi, đều hết rồi. Thì bắt đầu đây chắc lên bắt đầu nó gỗ rồi, này cũng nở đều gỗ cho rồi. Thọ mai mình còn khoảng nhiêu cặp, Cái này cũng khoảng khoảng 70 80 vậy, 70 cặp. cặp ha. Dạ còn mấy lít thọ bên đó thì khách ta đếm luôn rồi, đếm hết rồi. Cái này mình có bao nhiêu màu thọ mai này? Hôm nay mình đã xài được đây 4 màu, 4 màu vàng có rồi, cái này là vàng đỏ nhung, và thứ hai nó màu đỏ, và thứ ba nó là màu màu đỏ cam. Đây mình xài 4 màu. Thì đây sắp lên thì thời tiết này nắng rồi, thì qua mình bắt đầu nó nở nhiều lên rồi đó. Cái những cái lối nữa hồi số mà búp 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 mấy bị gài đó, bữa nay nó Nó này nở bùng lên ha. này vàng chân này mau lắm, thì thời tiết nắng thì rất là nhanh. Rồi, nhanh thì mấy cái lối này nè, cái lối này thì khách đặt hết rồi, Cái này mình thọ thọ một cây ha. Còn mình có chậu 2 cây và chậu lớn nè. dạ Không không có bán hết mình xài có 1 cây thôi, cây thì nó bông to hơn, nó bông cũng đều đều nhau, ít bông hơn cái đối với 2 cây, nhưng mà mình ngược lại là thấy bông bự bông lớn. chậu quá bự ha. Dạ bông hiện tại bây giờ nè 4 ngón tay của mình nè, Bằng cái chén này. mà còn nhĩ xanh á, chẳng còn nhĩ hót Cũng chẳng lớn. còn chỗ nó cả tầng nữa, còn còn chỗ ha. Dạ ăn chỗ bình thường. Tại nay lên xe cây này nó là hết rồi, hết À, là cái này lại xe hết. cũng như chiếc cuối hả? Gì vậy? Không anh. Phước thêm chồng bọc vô chậu để chuẩn bị giao cho thương lái nha các bạn. Cái này lên xe để giao cho khách. Vận chuyển bông quan thọ ra ngoài để mà lên xe. Mày không cài điện. Đây. Nhờ anh mua giùm cái pháo đó. Ảnh mua quen thọ nữa hả gì? Đó. Ơi. Tầm nó vừa đạt lắm. Rồi năm nay rồi. Tầm sau khách thu sau mà không điện em chứ. Biết làm nó biết cách làm mà không có điện em. Chắc biết làm ở gì. Rồi bây giờ khách thu rồi bắt đầu có điện em. Chuyện một ngày đi hết. Chúc mừng các bạn. Đi mua hay gì? Không. Rồi sau khi vận chuyển bông vạn thọ ra ngoài thì anh bưng lên để lên xe giao cho thương lái.
Anh ở đâu mình lên đây mua của vườn da vườn thỏ của Gạch Giá, Kiên Giang. Giá Kiên Giang ha, mình lấy về Gạch Giá ha. Dạ, lấy về Bình Dương. Cái này mình lấy bao nhiêu chậu anh? Lấy tổng cộng của chú là cái hôm qua với bữa nay là cũng cỡ 600 nè. 600 chậu ha. Về Kiên Lương, Kiên Giang. Về Bình Dương. Bình Dương ha. Bình Dương. À. Anh thấy mà vẫn còn thỏ có bút thêm hôm nay sao mà anh lên đây mua? Thì thấy rồi, anh làm thì tốt. Rồi nói chuyện cũng là im. À. Thành ra tìm tới anh. Tìm là anh mua ha. À. Thì nói chung tôi coi cái clip của chú với ông từ đầu mùa tới cuối luôn á. À. Thấy cây nó phát triển tốt rồi mình theo dõi ha. Theo dõi. Ôi, chúc anh chuyến xe này về mua mai bán ngắt, mua mau lẹ. Rồi, cảm ơn. À. Rồi, năm tới mình gặp nữa. Anh tên gì? Tôi Bình Hữu. Bình Hữu ha. À, chúc anh năm mới là mình ăn rồi bán xe bông này ngon lành, dặn sự nhí ha. Dạ. À, cảm ơn. À, vừa qua mình đã quay toàn cảnh Phước Thêm giao bông cho thương lái để đem lên Bình Dương bán. Thôi mình xin kết thúc clip đây các bạn ơi. Mến chào quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn theo những clip tiếp theo.